Ma về. Hello đây quân. Hello. Hello. Hello, 안녕하세요. 반갑습니다. Hello. Chào mừng các bạn đến với kênh của Lá Đu Đủ. Hello. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Hello các bạn nha. Bây giờ mình lên xe nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel cá nhân. Channel Lá Đu Đủ. Bọn mình đã đến Tam Đảo và bây giờ đang ngồi chờ check in. Ngon không anh? Ngon không anh? Ngon các bạn ạ. Trong lúc đợi check in thì bọn mình sẽ ăn trưa bằng bánh mì và giò và nước chanh leo. Nó khá là trong nhà lá vườn. Mình sẽ quay các bạn xem. Đây là view ở ngoài. Các bạn có thể thấy là mây trời rất là lồng lộng. Đó. Và ở đây thì sẽ khá là chill. Không bị vướng tầm nhìn ở phía ngoài, khá là tiện. Đây các bạn có thể xem. Đó. Đằng sau của mình sẽ là các homestay khác. Thì mỗi homestay sẽ có một cái view khác nhau và tùy vào từng giá tiền. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ trưa một chút, sau đó thì sẽ đến buổi chiều nha. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra quảng trường để chơi cũng như là check in sau một buổi chiều ngủ khá là đẫy mắt. Bây giờ thì bọn mình đang đi ra quảng trường Tam Đảo, nhưng mà có vẻ quãng đường khá gian nan tại vì nó rất là mệt và rất là dốc. Mệt quá. Cần tuyển một người yêu để cõng Trang lên mọi người ạ. Rất cần nhá, rất cần các bạn nhá. Có gì hãy liên hệ số điện thoại và địa chỉ đang để dưới phần mô tả nhá các bạn nhá. Nhớ nhá. Ok các bạn nhá. Mình vừa đi một cây từ homestay lên sang một tiệm trà xanh khác. Bây giờ thì sẽ uống nước và đi tiếp. Cách quảng trường là tầm 2,6 cây. Một ngày lao động vất vả. Này. Là không phục mình. Các bạn thế nào? Một tiếng ở trên quảng trường Tam Đảo thì mình sẽ đi về homestay. Đây là một quãng đường 3 km nữa nhưng mà nó sẽ mát hơn tại vì bây giờ sương mù đã bắt đầu kiểu phủ kín rồi ấy và khá là mát rồi. Thế nhé, chào các bạn, hẹn gặp lại ở homestay nha.
các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai ở Tam Đảo và cũng là ngày cuối cùng. Và trước khi kết thúc chuyến đi này thì bọn mình sẽ đi Cầu Mây, một trong những địa điểm check-in du lịch khá là nổi tiếng của Tam Đảo.